Trái tim của robot, robot em ơi em là ai? Không cần lên dây cót, yeah. Bên em đến ngày mai, chỉ cần em thay tốt. Không là anh thì ai? Dù có là robot thì cũng yêu anh never sai. Và rồi ngày đầu anh gặp được em, cảm thấy thời gian cứ như ngưng động. Để má ửng hồng em xinh như mộng, thử hỏi em muốn về cùng anh không? Vì từ thuở bé anh chẳng nghi ngại, cũng chẳng bao giờ tính chuyện ngày mai. Anh chưa từng phải say nắng một ai, nhưng khi gặp em chắc phải nghĩ lại. Và khi có em về chung một nhà, có bao nhiêu điều thú vị xảy ra. Anh viết tặng em vài bài tình ca, một ít liều nhỏ hai quả thi ha. Có anh bên cạnh em tìm đâu xa, real love ở đây em tìm đâu xa. Người tốt như anh em tìm đâu ra, ông tơ bà nguyện kết tình đôi ta. Trái tim của robot, em ơi em là ai? Không cần lên dây cót, yeah. Bên em đến ngày mai, chỉ cần em thấy tốt. Không là anh thì ai? Dù có là robot thì cũng yêu anh em và sai. Ôi, tính ra là hôm nay ông Dịch cũng mời mọi người tới đây gọi là tham gia buổi tiệc trên du thuyền của ổng hả? Đúng rồi, mời cả team nè. Trời ơi, mời cả team mình đi luôn ha. Ủa mà khoan, từ hình như hôm nay hơi thiếu thiếu. Ủa thiếu Mimi à? Ủa Mimi đi đâu rồi? Hình như Mimi bà Mimi bận hay sao á, nên không tới được. À trời, tiếc vậy ta. Tính ra bữa nay nha, ông Dịch ổng chơi lớn lắm. Ổng thuê nguyên cái du thuyền to đùng như thế này, ổng mời mình tới tham gia bữa tiệc. Thôi mà công nhận đúng là rich kid của công ty mình, con của đại gia có khác. Trời ơi, thuê nguyên cái du thuyền to ghê ở cái nhà. Cái du thuyền này chắc nó to bằng mấy cái nhà tôi luôn á mọi người. Trời ơi, to dễ sợ to. Ơ nhưng mà không biết ông Dịch ổng đi đâu ha. Tính ra mời mình tới đây xong rồi để mình đứng đây mình vậy. Ông Dịch đâu rồi? Ừ đúng rồi, ông Dịch. Đang ung dung che trời đạp mây xanh hôm nay xuống trời. Hello Dịch. Trời ơi, ông mời tôi tới nè, mà tôi tập trung tới nè. Trời ơi, nay sợp quá nha. Trời ơi, có gì đâu. Mấy cái du thuyền này nhà tôi tháng nào chở đi 4-5 lần. Trời ơi, chỗ này nhà tôi bao luôn rồi. Vô mọi người, giới thiệu với mọi người. Đây là khu sinh thái. Đó, nhà tôi đặt độc quyền ở đây luôn. Đó, căn du thuyền này khoảng 1-2 năm nữa tôi mua luôn rồi. Đó. Trời ơi, tính ra cái du thuyền đẹp dữ. Còn phải nói, nhìn nè, đây là hồ bơi thiết kế kiểu Dubai. Mà tôi thấy nó không giống Dubai lắm nên tôi bắt luôn mấy con cá mập tôi thả vô cho giống Dubai. Trời ơi, mà ông nuôi cá mập trong hồ bơi ai dám bơi ông nội? Trời ơi, cá mập này yên tâm, cá mập này đã được thuần hóa bè răng hết rồi. À vậy hả? Nếu nhảy xuống thì có sao không? Yên tâm đi cá bơi. Bà mà nhảy xuống dưới mấy con cá mập nó không dám ăn thịt bà đâu. Bà không ăn thịt bằng nó thôi chứ bằng sao bằng nó dám ăn thịt bà. Nếu cá mui mà dám nhảy xuống dưới cái hồ này á, bầy cá mập sẽ nhảy lên bờ. Trời ơi. Thôi được rồi, đừng có chọc cá mui nữa mà. Thôi ok, bây giờ đây, qua đây, vẫn chưa hết. Hả? Giới thiệu với mọi người, màn hình LED đó, 200 inch. Trời ơi. VIP. Trời ơi, ông lắp nguyên cái màn hình ở trên gọi là du thuyền luôn rồi. Ông đang nghe nhạc của ai vậy? Trời, gặp nhóm gì mà có 4 chàng trai đẹp trai dữ hả? Ôi, ai mà đẹp trai dữ ta? Ngày nào tôi coi video nhóm này luôn á, mà không biết không? Nhóm cái màn hình này á. Ừ đúng rồi, mua nguyên cái màn hình về chỉ coi nhóm này thôi. Ôi, nhóm này nhóm nào mà có vẻ là ông thích nhóm này dữ hả? Hẹo tim. cái gì nhóm gì tên hẹo tim ông nội? Tào lao, tôi nghe là nhóm này hình như là tên là Hero Team chứ đâu có hẹo tim. Vậy hả? Thôi tôi bậy quá, tôi đọc lộ. Tôi xin lỗi nha, nhóm này là Hero Team nè. Mà nhóm này á, mà ông biết đâu, trời ơi, cái nhóm này nổi tiếng trên YouTube lắm luôn á, nên tôi đầu tư mạnh tay đầu tư màn hình 10 tỷ về coi luôn. Trời ơi, nhìn ghê ơi, đúng là fan cứng có khác. Trời ơi, chưa hết. Mà còn gì đâu? Đâu còn gì? Đến đây, hai bên này thì khỏi nói rồi, mỗi cái ghế này xương xương là cũng mấy triệu một cái á, đừng động vô nha, tí là ngồi sau. Ê, đây từ, tính ra mấy cái ghế này bọn tôi có thể ngồi đây để gọi là tắm xong bọn tôi lên đây ngồi được luôn nè. Đã vậy? Ờ đúng rồi, trời ơi, ông nghĩ sao cái ghế để bên cạnh hồ bơi tất nhiên là để ngồi nghỉ mát rồi. Cái ghế với cái ô không thôi đã mười mấy triệu đó. Trời ơi, cái gì mà dữ vậy? Ủa mà còn gì khác mà đâu? Vậy trời? Còn chứ, lên đây, qua đây. Hôm nay biết nhà có khách quý đến chờ, tôi đã chuẩn bị một bàn tiệc linh thần đình rồi. Wow. Trời ơi, cái đó. Gì mà cái gì mà nhiều đồ ăn ngon quá vậy Dịch? Trời ơi, nè. Xin giới thiệu với mọi người nha, nguyên cái mâm ăn cơm mà ăn ngày hôm nay thôi, thương thương nửa tỷ. Trời ơi, 500 triệu, nửa tỷ luôn hả? Ơi Dịch ơi, tôi nói ông nghe nè, trời ơi, bọn tôi không có giàu như ông đâu, bọn tôi nghèo lắm, cho nên là bọn tôi không có tiền trả mấy cái đồ ăn này đâu. Trời ơi, tôi mời mọi người đến đây đâu phải ăn để trả đâu, trời ơi, đồ ăn này hôm nay là hoàn toàn miễn phí để đãi cho mọi người thôi, nhà tôi tháng nào chả ăn mấy chục bữa như này. Ôi trời ơi, cái gì mà sợp với vậy? Mọi người, nhập tiệc mọi người ơi. Nhớ, mọi người.
Đây, đó, hôm nay á, biết có khách quý đến nhà chơi, bây giờ giới thiệu cho mọi người nghe sương sương cái menu của bàn ăn nửa tỷ nè. Đó, giới thiệu với mọi người, trên cái bàn ăn này á, mọi người có thể nhìn thấy đặc biệt ở cuối mâm một con heo, không phải cái con mà màu tóc đen trắng đâu, con ở giữa. Wow, nguyên một con heo quay. Wow, ngon nguyên một con heo quay. Con này thôi á, ông biết không, con này á, vừa cái quá trình nuôi nó không đơn giản đâu, vừa phải được ăn gọi là ăn cơm sang đàng hoàng và được nghe nhạc massage. Trời ơi, vậy là heo này là heo heo cô bơi hả? Ôi, ủa khoan từ, tính là trước giờ tôi nghe bò cô bơi. Heo này là tên là heo thì. Heo thì. Con này là con heo thì á? Ồ, ok rồi, con đúng heo rồi. Thì lão quá vậy. Ok. Rồi, tiếp theo đó mấy cái mâm sushi tròn tròn trước mặt mọi người nè, được booking làm thẳng từ bên Nhật ship về. Wow, trời ơi, sushi hả? Trời, tôi thích món này lắm nha. Tính ra mà khoan, tính ra nhà tôi cũng có quán sushi mà sao ông không chịu ăn bên nhà tôi, ông đặt ship về chứ vậy? Trời ơi, ông thấy mấy lần tôi kêu qua nhà ông, tôi có dám ăn không? Ông thử một miếng này đi, ông thấy nó khác bọt liền. Đồ ăn của người ta là đẳng cấp vậy. Ông ăn thử coi. Tôi thấy nó bình thường mà vậy. Ông đúng là không có mắt thẩm mỹ, không có khiếu thẩm mỹ gì hết á. Ăn vô ông mới cảm thấy cái vị sóng sắn của đại dương bên tai, có nghe thấy sóng biển đang đánh như bên tai không? Ơi, ăn này á là ăn cái giá trị của nó, chứ còn ăn cái này cũng như của ông thôi. Tôi ăn thế thì được. Cái miếng sushi của ông rẻ là bởi vì là do ông làm. Miếng này ông biết ai làm không? Miếng này ai làm? Miếng này á, nếu ông không biết thì chính tay đầu bếp nổi tiếng nhất Nhật Bản nó số dắt luôn á. Trời ơi, cái gì mà ghê á, đầu bếp Nhật Bản làm hả? Thôi được rồi, tôi nói thiệt nha, đầu bếp Nhật Bản giỏi cỡ nào giỏi, nhưng mà chắc chắn là cũng không thể nào mà giỏi bằng tài nấu ăn của tôi đâu. Để tôi sẽ tự nấu ăn cho mọi người. Đây, tôi thấy bên đây à. Không biết nấu ăn luôn hả? Vậy thôi. Ủa xem, tính ra nhà tôi bán đồ ăn rồi, tôi không biết nấu ăn thì ai nấu bà nội? Tôi tưởng là có người khác nấu chứ phải là ông nấu. Tào lao quá, có mỗi mình tôi nấu chứ ai. Rồi, để xem coi. Ủa, có mấy cái thùng gì đây, tôi xem coi. Wow, trong đây có thịt bò nè, cá nè, bánh mì. Ok, nhiều món phết, từ để tôi lấy hết tôi nấu cho mọi người. Wow, ui, có đầy đủ gia vị kiểu luôn. Đây. Qua đây. Ông làm mấy cái này cho cẩn thận đấy nha, mấy món này đắt lắm luôn á, toàn nguyên liệu ở bên Nhật Bản bò Kobe lắm, mấy động vừa đâu. Trời ơi, tao biết là đồ của ông mắc rồi, khoe hoài. Đây, bây giờ nha, tôi sẽ bỏ than vào đây nè, đó, bỏ than vô, ok. Đấy, rồi sau đó, tôi sẽ lấy bò Kobe của ông, à khoan từ chưa, tôi phải thắp lửa lên cái đã chứ, quên. Thắp lửa lên. Đấy, ok. Rồi. Cũng có vẻ ra dáng đó. Rồi sao nữa? Lấy bò cô bơi bỏ lên nướng chứ làm gì nữa. À ghê. Ủa bên nướng mày coi chừng cháy á. Trời, tôi đầu bếp chuyên nghiệp. À khoan từ, tôi còn nãy tôi thấy hình như là có xúc xích nè. Ờ cái này phải xúc xích, cái này là gì? Bò lúc lắc, đúng rồi. Bỏ nướng luôn. Bỏ nướng. Ồ. Đấy. Bò lúc lắc ghê cái ta. Ê mọi người có nghe cái tiếng xì xì của nó không? Wow. Trời, nó thơm lắm. Nghe đâu mà nó thèm gì đâu trời. Nó thơm dễ sợ. Dễ sợ luôn á. Ok. Khoái chảy nước miếng. Ok, rồi tiếp để tôi. Đây, ở đây có bánh mì nè, để tôi bỏ bánh mì ra đây. Sau đó tôi sẽ lấy con dao, đâu là con dao? À đây con dao đây. Cắt bánh mì ra. Sắc cẩn thận á. Ok, sau đó bỏ bánh mì vô trong cái lò nướng nè. Rồi, bỏ bánh mì vô đây nướng nè. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ cần phải có nước uống. Tôi sẽ bỏ ở đây hai quả táo. Ok, táo rồi. À đây, táo đây. Tôi sẽ bỏ vào đây táo. Táo này là trà táo Chicago á, sai cẩn thận nó nát á. Yên tâm, trời, cái này tôi làm đang mà sao từ nãy giờ tôi thấy ông khoe nhiều quá vậy? Ông làm ơn lại bàn ngồi lại để tôi làm bàn ngồi đi ba. Trời ơi, trời. Nhiều tiền lắm luôn á, tôi phải coi chừng ông chứ bộ ông làm hư thì sao? Rồi tôi biết rằng là đồ ăn của ông là đồ ăn đắt tiền rồi, làm ơn ngồi im để tôi nấu. Mệt ghê. Rồi ok, bỏ táo vô hấu vô nè, sau đó bấm nút xoay. Đấy, nó xoay vòng tròn tròn nè các bạn ơi. Ôi, nghe cái tiếng máy xay đắt tiền, nghe nó sướng cái tai gì đâu luôn á trời. Ê, dịch, cái máy xay này là mua ở bên nước ngoài luôn đúng không? Cái máy xay này hả? Đúng rồi, tôi mua bên tận Singapore á, cái máy này xịt lắm luôn á, ở Việt Nam muốn mua không có đâu. Trời, tôi biết mà, ông lúc nào chẳng xài đồ đắt tiền, ok, rồi để tôi lấy, quên lấy mấy cái ly. Đây, lấy mấy cái ly nè, sao là múc nước ra, ấy, mấy ly luôn, ok, đây. Đây chính là nước ép táo và dưa hấu, công thức do tôi tự pha chế. Đó, tôi là ba tender mà. Ok đây, mọi người một ly. Đó, ủa đây, dịch nè. Rồi, Sammy nè. Đây đi. Cảm ơn. Đây, Kairon nè, mèo Simmy. Này, của mèo Simmy nè. Cảm ơn bro, ok, cảm ơn bro. Đây. Còn riêng của Kamui nè, tôi phải đập cái này ra. Đó, xin tôi để lên bàn cho Mui luôn. Đó, để Mui lên bàn. Trời ơi, anh em tốt. Trời ơi, ok. Rồi, bây giờ, khoai từ. Hình như tôi nghe cái mùi khác. Trời ơi. Cháy cái máy bấm nội, từ nãy giờ ngồi không chịu lật thịt giùm tôi. Lâm cháy hết trơn rồi, mấy cái ông này bò cô bơi của người ta đó. Trời ơi trời. Ok.
Rồi, bây giờ ngồi vô nhập tiệc đi mọi người, nhập tiệc đi. Nhập tiệc. Rồi, ok. Hôm nay mọi người có mặt chung vui ở đây, chúng ta sẽ cùng nhau nâng ly lên, cùng thổi lên chat điện thoại đây, chúng mình cùng ngồi bên. Và sau đây, tôi xin hát một ca khúc để tặng cho mọi người. Đó chính là Happy Birthday to you. Happy Birthday. Hôm nay có phải là sinh nhật ai đâu mà ông hát như đúng rồi vậy ông nội? Tập trung ăn giùm tôi đói lắm đây nè. Thôi ăn đi mọi người. Thôi, ok. Bây giờ thấy đồ ăn ngon quá lú luôn rồi. Lấy miếng pizza nè. Đang đói bụng ăn miếng pizza coi. Trời ơi ngon dữ. Ok ăn ăn đi mọi người, ăn đi. Ôi sinh tố làm sao mà dưa hấu tôi mua bên Nhật Bản mà ông xay ra có vị ở tận bên Dubai hay vậy? Nani? Chết mệt quá, thôi ăn đi rồi. Ai. Trời ơi. No. Sao, mọi người no nè chứ. No dễ sợ no luôn. Trời ơi, cảm ơn Dịch nhiều nha. Tính ra là hôm nay được ăn một bữa ăn ngon mà còn trên du thuyền nữa là nhờ ông hết á. Cảm ơn ông nhiều á. Trời ơi, còn phải nói đó. Chứ nói ông nghe nè. Mấy người ở đây á là may mắn phúc đức lắm mới chơi được với một người vừa giàu có, đẹp trai lại còn tốt bụng như tôi mới mời mọi người đến đây ăn chứ bộ. Thôi được rồi ông ơi, trời ở đây ai cũng biết ông giàu rồi. Trời có cái nãy giờ khoe hoài thiệt tình. Đúng rồi, tôi biết ông giàu rồi, mệt quá nó nhiều quá. Nhưng mà nhiều khi ngồi những người không cùng đẳng cấp nó không nói người ta không hiểu được. Phải gà như tôi nè, một tháng kiếm mấy triệu đô la mới mời được mọi người chứ. Dịch, ông nói gì, ông nói gì không cùng đẳng cấp là sao? Ông ý là ông đang nói tụi tôi không cùng đẳng cấp với ông hả? Ông chê tụi tôi nghèo hả? Bình tĩnh, cái gì mà chê tụi tôi nghèo? Ủa chứ ông nghĩ là ông cùng đẳng cấp với tôi à? Ông nhìn đi, nè nè, xương bộ quần áo của tôi á là đủ tiền để ông bằng cả tháng lương của ông ấy. Ông nói như vậy có nghĩa là ông đang khinh thường tôi hả? Nè, tôi nói cho ông nghe nè Dịch. Tuy là tôi nghèo thiệt đó nha, nhưng mà tôi á cũng có lòng tự trọng của mình, ông đừng có đó mà xúc phạm tôi. Trời ơi, gì mà lòng tự trọng, tôi có gì thì tôi nói rõ thôi, nhột tự ái, quạo lên chi trời không thích trời thôi. Mọi người ơi, cái tôi gì đâu mà căng thẳng vậy? Là ông hiền lắm, ai ngờ ông cũng chỉ giống như những người khác thôi, một cái thằng nhà giàu, kinh người khác. Xin mời, đi về. Trời ơi, giám bộ mày đặt lên, không trời thôi. Ủa, cái Cái ơi, cái gì mà đợi xin với. Tự nhiên không cãi nhau xong rồi giờ vậy? Ủa gì mà tự nhiên căng thẳng vậy trời? Ủa tự nhiên không anh em đang vui vẻ ăn uống với nhau xong tự nhiên không cãi nhau cái đi về hết trơn luôn là sao vậy trời? Mà Dịch nè, tôi nói ông nghe nè, hồi nãy ông nói vậy cũng hơi quá đáng á. Tính ra Kaidon là một người rất là nóng tính luôn. Ông nói vậy á là ông đụng đến lòng tự trọng người ta rồi đó. Trời ơi, chứ mình Kaidon nghĩ là Kaidon nóng tính à, tôi còn nóng hơn á. Mà tôi nóng là còn giàu thì tôi có quyền hơn chứ bộ. Vì đây tôi cũng có việc quá nên là chắc tôi cũng về trước đây. Tạm biệt ông nha, tạm biệt Phong nha. Ok. Tạm biệt Kamui. Thôi mệt ông quá vậy đây. Tôi nói ông nghe nè, nếu như ông cứ có cái thái độ khinh người như vậy á thì sẽ không có ai chơi chung với ông đâu. Tính ra từ trước giờ tôi nghĩ rằng là ông là một con người không giống như những cái người nhà giàu khác, là không khinh thường người khác. Ai về đâu ông cũng như vậy. Thôi thất vọng với ông quá. Thôi Sam đi về, Sam cởi ổng đi. Trời ơi. Vâng thưa chủ nhân. Ông nói trời không tôi chơi mình. Đi về Sam ơi. Trời ơi trời, không chơi thì về hết đi. Mấy người cứ làm như là mấy người ghê lắm á. Không chơi với tôi thì nữa tôi ra tôi mang 1 tỷ tôi đi thuê 100 người bạn chơi tôi luôn không cần. Mà nãy giờ mình có nói gì quá không ta? Ủa mình thấy bình thường mà ta. Mấy người vừa giàu vừa đẹp trai như mình hai cũng vậy hết mà trời. Ủa hay là mình nói sai chỗ nào ta? Mà thôi kệ đi. Không biết giờ này Kaidon đang làm gì ta. Tính ra là cũng đã 3 ngày rồi mà Kaidon còn chưa chịu đi làm nữa. Thật sự không hiểu rằng Kaidon đang suy nghĩ cái gì luôn á. Tự nhiên không cãi nhau với ông Dịch xong bây giờ không chịu đi làm luôn. Ủa Kamui ơi, Kamui. Hả sao vậy? Ủa 3 ngày nay tôi để ý rằng là Kaidon không đi làm rồi đó. Không biết là Kamui có biết Kaidon đang ở đâu không? Cái này tôi cũng không biết nữa mà. Mà với lại hình như là Simi cũng không đi làm luôn hay sao ấy. Đúng rồi, không hiểu sao hai cái người này từ lúc mà cãi nhau mất tư dịch xong mà không chịu đi làm luôn. Cái công ty của mình á, vắng Kaidon với lại là mèo Simi, cảm giác công ty nó buồn gì đâu luôn á trời. Không biết giờ này Kaidon đang làm gì ta, mình cũng cảm thấy lo quá. Chào mọi người. Ủa Kaidon, trời ơi là trời, sao bây giờ ông mới chịu đi làm hả? Trời ơi Kaidon à, ông có biết là mấy ngày nay tôi lo cho ông lắm không? Sao bây giờ ông mới chịu đi làm hả Kaidon? Ha, tôi cũng chờ ông mãi nè. Xin lỗi mọi người,
bởi vì mấy ngày qua đã làm cho mọi người lo lắng. Nhưng mà có lẽ là ngày hôm nay tôi sẽ không còn làm việc ở nơi này nữa. Hả? Cái gì? Kai à, tôi nói ông nghe nè, ông đừng có giỡn vậy nữa nha. Ông biết là mấy ngày nay ông nghỉ làm á, mọi người lo lắng cho ông lắm biết không? Thôi đừng có giỡn nữa, đi vô làm việc đi ba, nhanh lên. Đó là sự thật. Kể từ ngày hôm nay tôi sẽ nghỉ công việc này và không thể nào làm việc với một tên lúc nào cũng khinh thường người khác như tên Mr. Vịt được. Thôi tôi nói ông nghe nè, dù gì á thì chuyện cũng qua lâu rồi. Tính ra là ông với ông Vịt cãi nhau suốt 3 ngày nay rồi chưa chán hả? Ông cũng không chịu đi làm luôn. Nếu như mà ông không chịu đi làm á thì ai sẽ là người lo cho mèo Simi đây hả? Với lại á cũng chưa chắc gì ở đâu có một cái công việc tốt như ở đây hết á. Với lại là đây là công việc mà ông yêu thích mà. Ông rất là thích đi đóng phim, vậy tại sao ông lại không làm ở đây? Chắc chắn ở chỗ này là cái nơi tốt nhất rồi. Công ty chúng ta là công ty làm về phim đó, lương không có chỗ nào cao bằng chỗ này đâu. Tôi biết là mọi người lo cho tôi mà, nhưng mà chuyện gì mà tôi đã quyết rồi thì nhất định tôi sẽ không thay đổi đâu. Trời ơi, bực thật chứ, cả Mui nói gì đi. Thì ông cũng phải lo cho cả Simi nữa nè. Simi cũng có nghỉ làm đâu, Simi vẫn làm ở đây. Nếu mà ông không làm ở đây á thì ai lo cho Simi bây giờ? Ai giúp đỡ Simi những cái việc lúc khó khăn này, những lúc phải tăng ca này, đúng không? Không, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Ông phải nghĩ cho Simi đấy chứ. Ông đừng có ích kỷ như vậy. Mọi người à, cho dù tôi có nghĩ chỗ này đi chăng nữa thì Simi vẫn có mọi người là bạn mà. Không lẽ mọi người không giúp Simi sao? Cái gì mà ồn ào chứ vậy? Ôi trời, Dịch ơi, bây giờ ông mới tới hả? Dịch, tôi nói ông nghe nè Dịch. Kairon sắp xin nghỉ việc ở đây rồi. Ông mau mau vô khuyên Kairon là đừng có nghỉ việc nha. Trời ơi, Kairon nghỉ việc rồi, ông biết kiếm việc ở chỗ nào đây? Cái gì mà xin nghỉ việc? Đây là cái công ty, không phải là cái chợ. Thích vô rồi vô, mà thích đi ra thì ra. Hả? Ai xin nghỉ việc Kairon hả? Có muốn nghỉ thì nghỉ luôn đi. Đứng đây chi vậy? Bọn ông nghĩ là tôi thích làm ở đây đó mà. Được rồi, nếu mà giờ ông đuổi tôi thì tôi đi. Ok, được chưa? Bình tĩnh, mọi người bình tĩnh. Đi thì đi, quan trọng gì đâu. Trời ơi, không có người này làm, tôi thuê người khác. Trời ơi, Dịch ơi, ông nói gì vậy? Tại sao ông lại nói vậy hả? Kairon đã muốn nghỉ việc rồi, mà bây giờ tôi nhờ ông khuyên Kairon ở lại, ông cũng không chịu khuyên mà ông nói gì vậy? Ông hãy nghĩ đến tình bạn của chúng ta từ trước đến giờ đi nha. Tình bạn của mày là ăn được không? Cái gì cũng tình bạn thì công việc làm sao được coi đây là cái công ty được nữa. Mà tôi nói cho mấy người nghe nè, mấy cái người nghèo như này á thường hay vô tổ chức lắm, đuổi là đúng rồi, khóc lóc cái gì. Mấy cái người nghèo như các người còn bày đặt tình bạn nữa hả? Thôi được rồi, Dịch, nếu mà nói mày vậy? Nói như vậy rồi á thì bây giờ tôi với ông không còn là gì của nhau nữa. Ông đi đâu vậy Kai? Trời ơi, Dịch, tôi nói ông nghe nè, ông biết là ông nói vậy quá đáng đúng không hả? Vậy từ trước giờ ông xem bọn tôi là cái gì hả? Ông nói bọn tôi là người nghèo là sẽ không có tình bạn sao? Tôi thật sự rất là thất vọng về ông luôn á Dịch. Tôi thật không ngờ ông lại là con người như vậy. Kairon ơi. Trời ơi, lúc nào cũng vô kỷ luật như vậy, đúng là mấy cái người không có đẳng cấp mà. Vịt ơi, tôi cũng thấy là ông nói như vậy là hơi quá đáng á Vịt. Quá đáng cái gì mà quá đáng? Có mấy người nữa, mau về chỗ làm việc đi. Tôi biết rồi. Trời ơi, cái ông Kairon này hở tí là giận rồi đòi nghỉ việc à. Ủa, Sammy, ngươi có thấy Kairon đâu không? Kairon hả? Đúng rồi. Tôi thấy cậu ấy chạy từ trong này ra hướng này nè, đâu này nè. Bên đây hả? Trời ơi, ngươi mau đi theo ta, nhanh lên. Trời ơi, Kairon ơi là Kairon, tại sao mà cãi nhau suốt ngày vậy trời? Ơi, hồi nãy Kairon chạy hướng này hả? Đúng rồi. Rồi, ngươi mau chỉ đường cho ta, nhanh lên. Thiệt luôn á, tình bạn bấy lâu nay bây giờ lại bị sức mẻ rồi. Kairon ơi, trời ơi, đứng lại đi Kai, tôi nói chuyện với ông nghe này nè, Kai. Bây giờ ông còn muốn nói gì nữa hả Phong Cận? Trời ơi, tôi nói ông nghe nè, ông Dịch ông không cố ý đâu, ông đừng có giận ông nữa mà. Không cố ý? Nè, tôi nói ông nghe nè, sao bao nhiêu chuyện á, sao lúc nãy ông cũng binh ông vậy? Rõ ràng hồi nãy ông còn nghe mà, bạn bè, nghèo thì làm sao mà có được tình bạn hả? Thì tôi biết rằng là ông Dịch ông nói như vậy là sai, nhưng mà ông cũng phải hãy nhớ lại những cái kỷ niệm tình bạn giữa gọi là tất cả chúng ta chứ. Không phải rằng là chúng ta đã từng là những người bạn thân của nhau sao? Tôi biết á là ông Dịch ông nói như vậy là ông sai lắm, nhưng mà biết đâu là do là ông không cố ý thì sao, ông lỡ mồm thì sao? Cho nên là Kai à, suy nghĩ lại đi. Tôi biết tình bạn của chúng ta đẹp lắm chứ, nhưng mà tất cả chỉ là đã từng thôi. Một khi tôi đã quyết chuyện gì rồi thì không ai cản được tôi đâu. Kai, cẩn thận.
Sam, Sammy. Trời ơi, nguy hiểm quá. Kairon, ông có sao không vậy? Tôi không sao hết trơn hết á. Nhưng còn Sammy, sao Sammy lại có thể? Chuyện này thì để một tí nữa tôi giải thích cho ông hiểu. Còn bây giờ thì Sammy, ngươi có sao không vậy? Tôi hả? Tôi không sao hết. Cậu chủ đừng có lo nha. Ôi trời, ta tưởng là ngươi bị tung trúng, ngươi bị hỏng rồi chứ. Không à, hãy nói cho mình biết sự thật đi. Thật ra Sammy là ai hả? Thật ra Sammy là... Sammy là robot sao? Đúng vậy. Thật ra là cái chuyện này á, tôi cũng không tính giấu mọi người đâu. Nhưng mà tôi sợ rằng á, nếu như mà mọi người biết Sammy là robot á, mà mọi người đi gọi là nói cho người khác biết nữa, thì tôi sợ rằng á, là Sammy sẽ bị những cái nhà khoa học đến bắt đi á, cho nên là tôi mới giấu mọi người thôi. Chứ thật ra tôi không có muốn giấu mọi người đâu. Hèn gì tôi đã thấy nghi rồi mà. Làm gì có ai á mà suốt ngày cứ gọi ông là cậu chủ mà lại còn nói chuyện như con robot nữa. Ê, nhưng mà Phong Cận, tôi không nghe nè. Ông kiếm con robot này ở đâu vậy? Sao hay quá vậy? Con robot này hả? Nói chung là chuyện nó dài lắm. Thật ra là hôm đó tôi nhìn thấy được một cái ông giáo sư hay là ai đó bị một người cảnh sát bắt đi. Sau đó đầu tôi xuống dưới một cái căn hầm và tôi phát hiện ra một căn hầm bí mật. Và sau khi tôi vào trong căn hầm đó thì tôi mới phát hiện ra Sammy trong đó nè. À, mà ở trong đó không chỉ là có mỗi mình Sammy đâu nha, còn rất là nhiều những con robot khác nữa. Ghê lắm luôn á. Ủa gì nghe hay quá vậy? Ê, bữa nào ông dẫn tôi xuống dưới tôi kiếm con robot coi. Thôi cũng được, để bữa nào tôi đưa ông xuống dưới đó. Nhưng mà tôi không biết rằng là những con robot đó bây giờ như thế nào rồi. À mà khoan, Kairon, tôi nói ông nghe nè. Ông làm ơn nhớ giúp tôi là phải giữ kín chuyện này, không được nói cho ai biết rằng là Sammy là robot hết nha. Chỉ mỗi mình tôi với ông biết thôi đó, nhớ nha. Trời ơi, ông yên tâm, tôi hồi xưa giờ là vua bí mật mà, làm gì mà tôi đi kể cho người khác nghe được chứ. Thôi được rồi, bạn bè nhau cho nên tôi tin tưởng ông á. Nhớ á, chỉ mỗi mình tôi và ông thôi, nhớ nha. Biết rồi mà, tôi biết rồi. Ok. À, mà quên nữa, Sammy, hồi nãy cảm ơn Sam đã cứu tôi nha. Nếu mà lúc đó không có Sam á, là chắc là tôi toi đời luôn rồi đó. Không sao đâu, tại vì bạn của Phong Cận cũng là bạn của tôi mà. Kairon, ông thấy Sam thông minh chưa? Mặc dù á là Sammy là robot, nhưng mà Sammy cũng có một suy nghĩ y hệt như con người luôn á, ghê không? Wow, ghê, công nhận là con robot này thông minh thiệt luôn á. Tất nhiên là phải thông minh rồi. Ủa mà khoan, có ai bên kia vậy? Ủa, rõ ràng là hình như hồi nãy tôi mới thấy ai ở trên nóc nhà của ông hay sao Kairon ơi? Ủa làm gì có ai đâu, nè đâu có ai đâu trời. Ủa, rõ ràng thấy ai mà ta? Thôi mà thôi kệ đi. Thôi nói chung là nhớ giữ bí mật Sammy là robot giùm tôi là được rồi. Không biết rằng là tương lai sẽ ra sao đây. Trái tim của robot, robot em ơi em là ai? Không cần lên dây cót, yeah. Bên em đến ngày mai, chỉ cần em thấy tốt, không là anh thì ai? Dù có là robot thì cũng yêu anh never sai. Và rồi ngày đầu anh gặp được em, cảm thấy thời gian cứ như ngừng động. Đôi má ửng hồng em xinh như mộng, thử hỏi em muốn về cùng anh không? Vì từ thuở bé anh chẳng nghi ngại, cũng chẳng bao giờ tính chuyện ngày mai.